theo sự đánh giá của tôi, thưa các anh chị, là câu khó nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ có là thời gian nó gấp thôi. Đó. Trong vòng 60 giây, kể tên 20 loại trái cây. Một hạt vô. À, đào. Chốt. Khoai. Bỏng. Bỏng Hà Nội. Đào. Cóc. Sầu riêng. Từ từ bình thường, bình thường. Một muối, một hộp. Cà na. Nhãn. Vải. Sấu. Trái hồng. Trái trái đào rồi trái cam chứ mình. Trời mà mít hả? Bảy. Rồi qua đạp tiếp đi, tiếp đi. Bưởi, nho mới một hạt, cam, cóc, sầu riêng, miền Nam, trái miền Nam đi, trái miền Bắc, trái nước ngoài. Cherry. Từ. Thanh long. Bảy. Tiếp cherry, hồng, tim, đào, mãng cầu, thanh long, cúc, cà na. Cà na. Rồi. Cà na rồi. Chết mình. Trái nhãn, trái nhãn rồi, vải rồi, chôm rồi. Vải chôm chôm. Rồi. Chắc chắn là không đủ 20 trái rồi đó. 60 giây đã trôi qua và chúng ta chỉ mang về 10 đáp án. Đủ nhiều vậy. Không mà nói gì thì nói chứ nó khó thiệt anh ơi. Một hạt kim khó. Bây giờ nè, hồi nãy giờ có nghĩ thêm trái gì một hạt chưa? Em không nghĩ ra luôn. Không nghĩ ra được nữa anh à. Tức là tại vì cái này á, trong thời gian gấp quá cái rồi mình bị rối. Có thể ngồi liệt kê ra thì mình liệt kê ra. Ở nhà em đã từng xem câu này ở chương trình này một lần rồi. Và em nói trời sao lúc nó dễ quá trời ơi, sao mà trả lời không được. Lên đây trả lời ít hơn ta luôn á. Cái gì nữa? 18 triệu đồng ra về. Hứa kỹ trang lần đầu tiên đến với chương trình đúng không? Yes. Lần đầu tiên đến với chương trình mà vô vòng trong là dữ dội rồi.